Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề siêu hấp dẫn, cách động vật học tập thông qua giao tiếp xã hội. Nghe thú vị nhỉ? Chúng ta sẽ đi sâu vào cách mà các loài động vật khác nhau, từ khi cá đến chim, sử dụng giao tiếp xã hội để học hỏi và phát triển kỹ năng sinh tồn của mình. Chắc hẳn các bạn đã từng biết con người học hỏi lẫn nhau qua giao tiếp rồi, vậy còn động vật thì sao? Liệu chúng có khả năng tương tự hay không? Và nếu có, chúng làm điều đó như thế nào? Đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp trong video này. Liệu chúng cũng có khả năng này? Động vật có thể học hỏi từ nhau bằng cách nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua những ví dụ cụ thể và thú vị. Cùng mình tìm hiểu nhé! Hãy bắt đầu hành trình khám phá này và xem cách mà các loài động vật học hỏi và phát triển thông qua giao tiếp xã hội. Trước tiên, chúng ta cần hiểu học tập qua giao tiếp xã hội nghĩa là gì? Đây là một khái niệm rất quan trọng và cơ bản trong việc nghiên cứu hành vi động vật. Nói đơn giản, nó có nghĩa là động vật có thể học hỏi và trau dồi kỹ năng bằng cách quan sát và tương tác với đồng loại. Điều này không chỉ giúp chúng phát triển kỹ năng cá nhân, mà còn giúp chúng thích nghi tốt hơn với môi trường sống. Điều này cực kỳ phổ biến trong thế giới tự nhiên và đóng vai trò quan trọng giúp nhiều loài sinh tồn đấy. Hãy cùng xem một số ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về khái niệm này. Bắt đầu với một ví dụ quen thuộc nhé, loài khỉ. Khi là một trong những loài động vật thông minh nhất và có khả năng học hỏi rất cao. Trong một nghiên cứu nổi tiếng, các nhà khoa học đã chứng kiến khi con học cách mở hộp thức ăn bằng cách quan sát những con khỉ khác. Điều này cho thấy rằng khi không chỉ học từ kinh nghiệm của bản thân, mà còn học hỏi từ những con khỉ xung quanh nữa. Điều này cho thấy khi không chỉ học từ kinh nghiệm của bản thân, mà còn học hỏi từ những con khỉ xung quanh nữa. Khả năng này giúp chúng phát triển kỹ năng sinh tồn và thích nghi tốt hơn với môi trường sống. Tiếp theo, chúng ta sẽ ghé thăm thế giới dưới nước với loài cá rô châu Phi. Đây là một loài cá rất thú vị và có khả năng học hỏi rất cao. Nghiên cứu cho thấy chúng có thể học cách tránh nguy hiểm bằng cách quan sát hành vi của đồng loại. Khi một con cá phát hiện mối nguy và tỏ ra sợ hãi, những con khác trong đàn sẽ học từ hành động đó và cùng nhau tránh xa mối nguy hiểm. Khi một con cá phát hiện mối nguy và tỏ ra sợ hãi, những con khác trong đàn sẽ học từ hành động đó và cùng nhau tránh xa mọi nguy hiểm. Điều này cho thấy rằng giao tiếp xã hội không chỉ giúp cá học hỏi mà còn giúp chúng bảo vệ lẫn nhau. Còn với loài chim thì sao nhỉ? Chim cũng là một loài động vật có khả năng học hỏi rất cao thông qua giao tiếp xã hội. Chim cú là một ví dụ điển hình. Chim cú con thường học cách săn mồi từ chim bố mẹ. Bằng cách quan sát và bắt chước, những chú chim non dần học được kỹ năng di chuyển, bắt mồi và trở thành thợ săn cũ khôi. Chim cú con thường học cách săn mồi từ chim bố mẹ. Bằng cách quan sát và bắt chước, những chú chim non dần học được kỹ năng di chuyển, bắt mồi và trở thành thợ săn cũ khôi. Điều này cho thấy rằng giao tiếp xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng sinh tồn của chim cú. Bằng cách quan sát và bắt chước, những chú chim non dần học được kỹ năng di chuyển, bắt mồi và trở thành thợ săn cũ khôi. Điều này cho thấy rằng giao tiếp xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng sinh tồn của chim cú. Vậy tại sao học tập qua giao tiếp xã hội lại quan trọng với động vật đến thế? Bởi vì nó giúp chúng thích nghi nhanh chóng với môi trường, học hỏi các kỹ năng sinh tồn thiết yếu, thậm chí còn xây dựng mối quan hệ xã hội trong đàn nữa. Bởi vì nó giúp chúng thích nghi nhanh chóng với môi trường, học hỏi các kỹ năng sinh tồn thiết yếu, thậm chí còn xây dựng mối quan hệ xã hội trong đàn nữa. Điều này đặc biệt quan trọng với các loài sống trong xã hội phức tạp, nơi hợp tác và chia sẻ thông tin chính là chìa khóa để tồn tại. Qua những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng học tập qua giao tiếp xã hội không chỉ là đặc quyền của con người đâu nhé. Thế giới động vật cũng vô cùng thông minh và có khả năng học hỏi, phát triển thông qua quan sát và tương tác lẫn nhau. Điều này cho thấy rằng giao tiếp xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng và sinh tồn của các loài động vật. Mình hy vọng video này đã mang đến cho các bạn thêm nhiều kiến thức thú vị về thế giới động vật. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ còn nhiều chủ đề thú vị khác để chia sẻ với các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về thế giới động vật kỳ thú nha.